Chevrolet. Với quy mô lớn phân phối sản phẩm trên toàn quốc, nhân công thợ may nhiều, được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao. Trên 10 năm, am hiểu về sản phẩm và có con mắt thẩm mỹ cao. Hàng trong kho có số lượng lớn đã may sẵn. Đến là lắp đặt được luôn, không phải cần thời gian chờ đợt. Thời gian lắp đặt nhanh chóng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là xong ngay. Chúng tôi cam kết kiểm duyệt chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ kỹ càng trước khi sản phẩm giao cho khách. Bảo hành 3 đến 5 năm, chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% cho khách hàng nếu khách hàng phát hiện da bọc có chất lượng không đúng như cam kết ban đầu. Ví dụ như bọc da công nghiệp loại 1, lại độn da công nghiệp loại 2, giả da nhằm thu lợi nhuận không chính đáng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tech Pro, Hotline 1, Tư vấn Kỹ thuật 0916 816 393, 0858 302 555, Hotline 2, Tư vấn Báo giá 0913651544, website onetechpro.vn, bọc người da ô tô.com, email onetechpro.vn@gmail.com. OneTechPro, nơi nâng tầm cho xe của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Hãy nhấn giúp chúng tôi đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi có thêm động lực để tạo thật nhiều video bổ ích hơn nữa và nhận ngay thông báo khuyến mãi từ OneTechPro. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ nó giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn quý vị và các bạn vào một video lần sau.